Chào các bạn, có một bạn ở ngoài Hà Nội có gửi cho mình sữa và kiểm tra một cái cục sạc dự phòng Ayuki. Cái này nó có thông số dung lượng của nó là ở đây mình có là pin li polymer. Cái điện áp ra là 5V và cái dung lượng của mình là 20.000 mAh. Thì cái cục sạc dự phòng này nó đi kèm với hai cái quạt để mà trong quá trình mà các bạn lao động thì cái hai quạt này nó giúp mình làm mát ha. Ở đây có một cái dắt nhỏ, đây là cái ngõ ra của cái cục sạc dự phòng này nè, để cung cấp nguồn cho hai cái quạt này nó quay ha. Rồi, mình nhận cái cục sạc dự phòng này nó bị mất nguồn ha. Ở đây trước tiên mình kiểm tra hai cái quạt này. Rồi, mình lấy bộ cấp nguồn, mình chỉnh cái mức điện áp DC 5V. Rồi mình test thử cái quạt này nó quay như thế nào. Đây là hai quạt này nối song song với nhau ha. Đó, mình cấp nguồn thử 5V để mình kiểm tra thử cái quạt này hoạt động như thế nào, còn tốt hay bị hư rồi. Phần ngoài mình kẹp mát, phần trong mình lấy một cái vít nhọn ha, chích vô ha, xác định hai quạt quay. Thì tóm lại hai quạt này xài bình thường ha, khá mát. Ở đây kim vòng của mình nó lên nè, khoảng 400 mAh, hơn 400, khá mạnh ha. Cái quạt này có thể chịu được điện áp 9V DC luôn nha. Mà đây mình chỉ cần cấp cái điện áp khoảng 5V DC thôi là cái mức sạc áp của cái quạt này có khoảng vài vô nè. Ở đây cái mức này là 5V DC thì nó sụp khoảng là 1-2V, là khoảng còn 48-49 gì á vô DC. Mà dòng của mình nó ăn lên là 400 mấy mA. Rồi như vậy là cái quạt này ok. Tiếp theo đây mình sẽ kiểm tra cái bo của cục sạc dự phòng này Ayuki. Cái cục sạc này bạn đã mở ra sửa chữa rồi hoặc là vệ sinh rồi. Kiểm tra trong mạch ra nó bị cái gì mà nguyên nhân tại sao nó bị đốt nguồn. Rồi ở đây mình thấy là có một cái mặt sạc nè. Cái này có socket ha. Nó gắn vào hai cái xe pin li polymer. Thì hai xe pin này có dung lượng, một xe pin đó là 10.000 mAh ha. Hai cái ghép song song với nhau là 20.000. Đó, mình sẽ mở cái xe pin ra. Ở đây nó có băng dính hai mặt nè. Rồi mình sẽ đo cái điện áp hai xe pin này còn bao nhiêu vôn thôi. Trường hợp mà nó thiếu thì mình sẽ kích pin. Rồi ở đây mình dùng đồng hồ mình chỉnh cái thang đo DC xoay một chiều. Mình đo thử cái điện áp của cái xe pin này thôi.
đo cái socket luôn nha. Thì socket nó có hai chân á. Rồi ở điện ở đây, điện áp của mình đo được là 4V nè. Như vậy là cái xe pin này ok. Một DC. Rồi, mình sẽ kiểm tra cái mạch. Cái bo này á. Thế bạn đó nói là nó bị chạm nóng máy ha. Quan sát bên ngoài á, mình thấy sẽ có ba cổng, một cái cổng out cấp nguồn cho hai cái quạt này nè, rồi một cổng USB cấp cho cấp sạc ha, còn một cái cổng in này dùng cái đầu cáp USB Type-C. Thì khi mà mình cấp nguồn vô đây á, đối cổng Type-C này cái chân 1 à, chứ cái chân số 4 á, nó có sẽ có 6 chân ha. 1, 4 là nối mát nè, chân số 2 và số 5 là cái dương của cái nguồn 5V DC vô. Rồi đây mình sẽ cấp nguồn thử coi, mình đo cái điện áp giữa cái chân số 1 và chân số 2 coi nó có ra 5V DC không ạ. Thì các bạn cứ kiểm tra bình thường thôi. Đây, mình sẽ cấp nguồn vào đây. Rồi, mình sẽ đo cái điện áp. Phải có cái điện áp mà vừa sạc nha. Đây một cái mình chích vô mát ha. Một cái mình chích vô cái chân số 5 hoặc chân số 2. Ở đây mình không có ra điện áp ha. Còn đây, nếu mà cái cổng bình thường của nó, ở đây á, mình đo thử cho các bạn thấy. Các bạn chỉ cần kết nối cái chân số 1 á. Nè, mình đo chân số 1 với chân số 5 ha. Đó, cái đồng hồ của mình nó chỉ khoảng 5V, 5,1V. Mình đo chân số 1, 2 cũng ok, cũng 5,1V luôn. Đó. Như vậy á là đối với cái mạch này á, rõ ràng là nó bị hư rồi, nó bị chạm ha. Đây mình tiến hành mình chuyển thang đo thông mạch, mình đo thử coi, tại vì cái chân sạc của nó, trong trường hợp mà nó bị đứt á, các bạn vẫn đo cái chân số 1 và chân số 2 hoặc chân số 5 thì nó vẫn đang cái điện áp 5V ha. Còn trường hợp mà các bạn đo không được á, một á là cái bên trong này nó hư nè, nó không tiếp xúc. Cái vấn đề thứ hai á là nó bị chạm ha. Thì giờ mình thử đo chạm. Đây, một chân á, các bạn kẹp mát cho mình. Rồi một chân các bạn chích vô. Chích vô chân số 2, chân số 5 nha.
Rồi, cái chân số 2 á, cái chân số 5 á của mình là nó bị chạm rồi, nó chạm mát rồi. Như vậy á, mình phải cô lập đường chạm này. Các bạn quan sát cho mình đó, trong mạch đó nó chỉ dùng 4 con IC ha, bo mạch 2 lớp. Rồi ở đây mấy linh kiện. Ở đây là cái con vi điều khiển nè. Nó sẽ nhận biết được điện áp và nó sẽ tiến hành điều khiển cái IC sạc đó, sạc cho cục pin đi polymer nè, hỏng ra. Còn đây để mình kiểm tra coi nó chạm đâu ha. Các bạn nhớ chuyển cái thang đo đo chuông á cho mình dễ coi nó chạm ha. Đây ở đây mình thấy có tụ nè, mình chích thử vô tụ ấy. À, nó cực tiếp ha, có nghĩa là nó chạm cái đường ve sạc của mình. Đó, như vậy là cái khu vực chạm á nó chỉ nằm phía này thôi, tại vì hai tủ đây nè, các bạn đo nó thông mạch thôi, nó cực tiếp. Còn đối với con IC này, IC ngẫu ra đây đó, đem đo cái tụ cho nè, rõ ràng là nó không kêu ha. Đây thì một quá nè, nó không tương tiếp, nhưng mà đối với cái tụ cho này, hai tụ cho này nè, nó kêu đó. Như vậy trong mặt này nó rõ ràng nó bị chạm, một là nó chạm con IC, hai là nó chạm tụ ha. Bây giờ mình tiến hành mình cô lập, mình tháo cái linh kiện hư ra, chắc chắn là cái mạch này nó hoạt động lại bình thường ha, nó sẽ hết chạm. Thì để biết một cái mạch này á nó bị chạm, một là bị chạm tù, hai là chạm linh kiện IC ha, thì mình có nhiều phương pháp. Chứ có một cái thiết bị đo CIC á, đồng hồ dò chạm á, thì mình có thiết bị đó mình sẽ đo được cái con linh kiện nào chạm nhanh ha, làm khá nhanh so với mình mò. Cái phần thứ hai á là mình có thể cắm sạc ở đây nè, rồi mình sẽ sờ coi cái linh kiện nào nó nóng á thì con đó bị chạm, tại vì nó ăn dòng cao. Ở đây á mình kiểm tra cái con này là con mã số của nó là IP5306 ha, cái con này nè. Đó, như vậy á là nó sẽ bị chạm. Một là chạm IP5306, hai á là nó bị chạm tụ ha. Rồi mình sẽ tiến hành mình tháo IC ra trước luôn. Nè, rõ ràng các bạn thấy nha. Đó, mình đo kêu chuông nó kêu á, nó chạm nè. Đối với những con IC mà dễ này á thì các bạn có thể tháo IC ra, hoặc đối với nếu mình IC mà giống như trong điện thoại di động á, IC chân bụng á, thì mình khuyên các bạn khoan hãy tháo IC ra nha, mình sẽ tháo tụ ra trước. Tụ thì bị tụ dễ tháo ha, dễ tháo dễ gắn lại ha. Ở đây mình sẽ dùng khò, mình khò. Đây, mình dùng cái khò này nè, Vinhua 858 ha.
mình cho một ít mỡ hàn vô đây. Đó, tại vì mình cô lập cái khu vực chạm, đó là nó chỉ chạm khúc này thôi, là một là cái con IP 5306 hoặc là hai con tụ này thôi. Thì trước tiên á, mình để mình dễ làm trước, mình tháo hai tụ đi trước nha, coi nó bị chạm hay không. Gỡ ra trường hợp mà nó bị hết chạm á thì mình có thể mình đóng IC. Tại vì khi làm IC đối với IC trong bụng á cũng hơi mệt, tại vì mình làm chân á. Đó, tụ nó dễ gỡ ra trước, mình cứ, các bạn cứ gỡ ra trước. Còn nếu mình xác định được cái con linh kiện nó nóng rồi, mình cắm sạc vô, cái này nóng á thì mình bóc ra. Hoặc là trường hợp á mà các bạn có đồng hồ dò chạm CNC á thì mình test là ok. Còn đối với những trường hợp mà các bạn sửa mò nha, mình nói về trường hợp sửa mò thì các bạn khuyên các bạn là nên tháo tụ ra trước, những con linh kiện nào dễ mình tháo ra trước ha. Còn những con khó thì mình làm sau ha. Đó. Dưới đây mình đo hai cái chân của tụ lại, coi nó bị thông hay không nha. Hôm nay bị chập á, nó cứ đổ chuông á. Đó, như vậy á, trường hợp này á là chuông nó vẫn kêu, có nghĩa là con IC nó bị chạm ha, tại vì tụ á nó đối với chân IC thì tụ nó không chạm á, thì chỉ có IC chạm thôi. Rồi, như vậy á, mình tiến hành mình tháo IC ra nha. Các bạn nhớ chân nha, cái chân số 1 là chân đầu tiên nè. Đây là chấm ở đây nè. Thì khi á mình tháo IC ra, tí mình đóng lại hoặc là mình thay thế, mình đóng cho đúng chân nha. Rồi mình đá chân một chút xíu cho chì nó chảy ra. Các bạn nhớ đảo tay nha. Ok. Vị trí con IC 5306. Rồi, lớp mát ở giữa luôn. Rồi tiếp theo đây á, mình sẽ tiến hành mình đo đạt lại có nó bị chạm hay không ha. Một là chạm IC, hai là chạm tụ. Mà tụ lúc đầu á mình tháo ra không bị chạm thì chỉ có chạm IC thôi. Đây, vị trí mình chạm hôm nãy nè. Nè, các bạn nhìn thấy không? Rõ ràng hết chạm nha. Hai tụ này chạm nè. Hết chạm. Rồi cái con tụ hôm nãy ở đây. Hết chạm luôn. Rồi mình lật qua cái cổng USB Type-C. Hôm nãy á mình đo chân số 1. Một chân kẹp mát nè. Một chân chân số 2 và chân số 5 là chân dương của ổ vi sạc á, thì mình chích vô đây. Đây. Này, chân số 1 nè. Kêu ha. Còn chân số 2 á nó không kêu và là hết chạm nha. Rồi chân số 5 của mình á, đây chân số 5. Đây chân số 6 nè. Còn chân số 5 của mình á cũng hết chạm mà. Như vậy á mình đã xác định được cái mạch này á nó bị chết cái con IC IP 5306. Rồi khi mà biết xác định được cái linh kiện chết á thì mình chỉ việc ra ngoài cửa hàng hoặc là các bạn lấy linh kiện từ bao xác á, các bạn thay vô là ok ha. Đây là hai con tụ á, các bạn nhớ vị trí lại nha, mình đóng lại hai tụ này. Từ hôm nay tụ nó không bị chạm á thì hai tụ này tốt ha. Cái này á mình đối với các bạn mà có thiết bị sẵn á thì các bạn cứ tiếp tục làm, nhất là các bạn có đồng hồ CNC á, các bạn xác định được nhanh ha, chính xác luôn. Còn những cái trường hợp mà các bạn mà sửa mò như thế này á
bạn không biết cái linh kiện nào, hoặc là các bạn cắm vô không biết con nào nóng á, thì các bạn cứ tháo cái con linh kiện dễ trước. Ở đây như mình, ở đây mình gỡ anh tụ ra trước ha. Khoan các bạn, khoan hãy tháo IC ra. Rồi, mình sẽ đo lại. Đây là hai tụ nãy nè. Ok ha, không bị chạm ha. Đó, như vậy là chết con IC IP5306. Rồi mình tìm cái con IC ở một cái mạch khác, hoặc là mình mua IC 5306 vô mình đóng vô. Rồi mình mới mua được con IC ở đây. Trước khi đóng vô á, mình cho một ít mỡ hàng ha. Các bạn lưu ý mình đóng là đúng chân nha. Như cái chân số 1 là vị trí này thì mình đóng cho đúng. Mình đặt cái con IC á ngay đúng vị trí của nó luôn. Rồi mình bật khò lên, mình khò. Các bạn có thể dùng nhíp á, mình giữ ha, mình giữ cho chì nó chảy một xíu á, rồi mình đá chân. Nói chung mới có mấy khò này rất dễ để cho các bạn thao tác mà các bạn làm thực hành ở nhà được. Đó. Cho ít mỡ hàng nữa. Ok. Đây. Yêu cầu quá. Cái chân của IC nó bám đều trên bo ha, và nó không được hở chân ha. Đồng thời á, cái vị trí chân á, như chân dấu chấm này nè, chân số 1 đúng vị trí của nó luôn nha. Rồi, mình tiến hành mình để cho cái bo này nó nguội xíu, rồi mình lấy bàn chải với cái sàn rửa bo ha, mình vệ sinh. Cần vệ sinh vị trí mà hôm nay mình vừa làm á, nhất là con IC. Chà cho nó sạch sẽ, đừng để nhựa thông dính vô dơ ha. Đồng thời vệ sinh luôn cái cổng sạc USB Type-C. Chân nó phải thẳng hàng ha. Đồng thời chân nó bám sát vô phần chì ở trên bao mặt. Ok. Rồi như vậy mình sẽ tiến hành mình test. Trước tiên mình sẽ đo coi nó còn bị chạm nữa không. Đó, như đây á mình cũng chuyển vào cái thang đo thông mạch. Đây. Nói chung làm gì á, các bạn cũng nên test trước ha, test kỹ trước. Rồi, chích lại hai cái đầu tụ. Ok ha, không kêu ha. Đó. Như vậy á, là chính xác là cái con IC IP5306 này nó bị chạm. Rồi mình tiến hành mình lấy sạc mình cắm vô. Đây các bạn quan sát cho mình nè,
Ok nha, đèn led nó sáng nha. Có bốn màu, màu đỏ nè, màu kem nè, màu xanh dương, màu xanh lá. Thì tương ứng cái này á, nó sẽ kết nối với phần jack sạc, có bốn tốc độ cho quạt. Như vậy là ok. Rồi, mình tiến hành mình gắn quạt cho mình test luôn. Đây mình tháo ra luôn. Đây là hai cái cell pin 20.000 mAh. Lúc đầu á mình đã test ok ha. Rồi mình cắm cái socket của mạch vô. Rồi, mình bật nút power on, nút nguồn ha. À. Đó. Chuyển 4 chế độ ha. Bằng bốn màu. Rồi tiếp theo mình sẽ kết nối. Đây là hai cái quạt của nó đi kèm luôn á. Rồi các bạn nhìn nè. Cắm vô. Đó. Khi mình bật nút nguồn á một lần á là nó sẽ quay tốc độ một ha, nhất ha. Đó. Nút đỏ. Cái này là số 1. Số 2 của mình á là màu cam ha. À, nó quay sẽ mạnh hơn. Số 3 màu xanh dương. Và số 4 màu xanh lá. Rồi, nhấn nút nữa tắt nguồn nha. Bốn lẽ nó sáng rồi là nó sẽ tắt nguồn ha. Rồi, mình cắm sạc pin vô. Như vậy là cái quá trình mà sửa xong cái mạch sạc dự phòng này á. Đây nè. Các bạn nhìn thấy không? Ở đây á mình có bốn nấc ha. Tương ứng với là 0 nè, rồi 25%, 50%, 75% và 100%. Thế đang sạc ở chế độ thứ 4, nấc thứ 4 là khoảng 100% ha. Ok ha. Chớp các bạn nhìn thấy không? Nó chớp. Như vậy là mình sửa xong thành công cái cục sạc dự phòng ha. Cái cục sạc này là cái hiệu là Ayuki 20.000 mAh. Nguyên nhân là nó giật IC. Ở video này mình đã hướng dẫn các bạn cái cách kiểm tra và đo đạc các bước để mà mình thay thế IC. Mình có thể dùng một số phương pháp. Như mình nói á, nếu mà các bạn mà có cái đồng hồ dò chạm CC á, mình test nhanh hơn, hoặc là các bạn cấp nguồn vô sợ nào IC nóng. Trong trường hợp mà không IC mà nó không nóng á, thì mình có thể mình tháo những con IC những cái linh kiện dễ trước, như ở đây như là mấy con tụ nè, chứ cái đường đó tháo tụ ra trước, còn có mình đóng lại ha, rồi mình tháo cái IC chính, đa phần nó bị chết IC. Video này đây kết thúc nha các bạn. Các bạn ý kiến thắc mắc các bạn cứ để lại comment dưới video, mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.